Vừa qua, báo điện tử Tầm Nhìn nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về hoạt động kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình lưu thông qua các tuyến đường, tỉnh lộ, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, quá khổ, quá tải, mất an toàn giao thông. Trước tình trạng nêu trên, báo điện tử Tầm Nhìn đã có công văn đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tổ chức lực lượng phối hợp tuyên truyền, xử lý các vi phạm trong kinh doanh vận tải trên địa bàn các tỉnh nêu trên. Trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12 năm 2020, báo điện tử Tầm Nhìn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định, Phú Yên tuyên truyền xử lý các vi phạm trong kinh doanh vận tải. Vào ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đã phát hiện hai xe 38C09498 và xe 37C37390 có dán logo công ty Anh Anh. Cả hai xe này đều tự ý cơi nới thành thùng, không che chắn đảm bảo, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường. Với lỗi tương tự vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã xử lý hai xe chuyên chở heo từ Đồng Nai ra Hà Nội. Theo ghi nhận, hầu hết các lái xe khi bị kiểm tra vi phạm đều quanh co, né tránh, thậm chí gọi điện nhờ can thiệp, khiến quá trình xử lý các vi phạm kéo dài. Đơn cử tại Bình Định, phải mất nhiều thời gian thì các lái xe vi phạm mới chịu xuất trình giấy tờ liên quan, đặc biệt là lái xe 37C37390 có dán logo công ty Anh Anh còn xuất trình bằng lái xe giả. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, Thịnh Bích, Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Còn tại tỉnh Phú Yên, phải mất rất nhiều thời gian, lực lượng cảnh sát giao thông mới lập được biên bản xử phạt xe 47C09398 có dán logo Mi Anh Đắk Lắk do lái xe cố tình câu giờ bằng cách gọi điện thoại nhờ can thiệp. Đại diện lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra trên tuyến cho biết, hầu hết khi xử lý các xe chở heo, lực lượng đều nhận được hàng chục cuộc điện thoại nhờ tạo điều kiện giúp đỡ cho các xe vi phạm. Thế nhưng, qua quá trình tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc chở heo bằng các xe tự ý cơi nới, thành thùng nguy hiểm ra sao cho chính bản thân lái xe và các phương tiện khác khi tham gia giao thông, thì các lái xe đã xuất trình giấy tờ và chấp nhận lỗi vi phạm. Được biết, từ nay đến cuối năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên và Bình Định sẽ tiếp tục sử dụng các phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ, xử lý kiên quyết các hành vi, vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1.